Nếu nhà bạn mà hay ăn canh chua thì đây là cái cách muối măng chua rất là đơn giản tại nhà. Bạn nào cũng có thể làm được ngay lần đầu tiên luôn nha. Hôm nay mình muối mình chia sẻ cùng các bạn luôn. Nếu như bạn mua măng á, nhờ cái cô bán măng tách ra cho nó nhanh nha. Bây giờ bạn chuẩn bị một thau nước, cho vào đây khoảng 2 muỗng muối. Cái củ măng này bạn chẻ ra làm hai. Ở phía trên ngọn là bạn bào theo chiều dọc, ở phía dưới là bạn bào theo bề ngang nha. Mình sẽ ngâm muối ở đây tầm 30 phút hoặc 1 tiếng cũng được nha. Để xuống cho măng nó ngập trong nước. Khi nấu cơm á, bạn chừa lại cái nước vo gạo này để mình ngâm măng nha. Măng sau khi mình ngâm muối được 1 tiếng, mình sẽ lấy ra rửa lại thật sạch với lại nhiều nước. Sau đó là mình sẽ cho nước vo gạo vào để ngâm măng. Mình sẽ cho thêm vào đây một ít muối. Ngâm cái nước vo gạo này nó lấy hết cái độc tố trong măng rất là tốt nha các bạn. Rồi mình sẽ dùng một cái rổ mình đẩy hết măng xuống dưới. Mình sẽ dùng một cái vật gì nặng mình đè xuống nha. Và các bạn sẽ ngâm cho mình 24 tiếng. Sau khi măng của mình được 24 tiếng, bây giờ các bạn sẽ lấy ra và rửa lại thật sạch nhiều nước một lần nữa. Sau khi rửa sạch sẽ thì bạn sẽ cho vào đây giúp mình một chén giấm. Đây là giấm chuối nhà mình tự nuôi nè các bạn. Cách nuôi giấm thì mình cũng có chia sẻ với mấy bạn nhiều lần rồi. Bây giờ mình sẽ lấy ra đây một chén để mình pha vào đây nha. Bây giờ bạn sẽ ngâm măng ở trong cái giấm này khoảng 30 phút nữa giúp mình. Bây giờ bạn chuẩn bị cho mình 1,5 lít nước, 2 muỗng đường, 2 muỗng muối. Cho nguyên liệu là 1,5 kg măng. Mình chỉ cần nấu sôi lên và để nguội là được nha. Cái măng này sau khi mình ngâm nước giấm được 30 phút này, mình thấy nó trắng lên dần dần rồi các bạn. Cái cách này mình áp dụng rất là nhiều lần rồi. Măng của mình rất là trắng và giòn, mình để bao lâu cũng được. Mình vớt măng ra cho ráo, sau đó mình sẽ cho vào keo. Bạn để cho cái nước muối nó nguội hẳn thì mình hãy cho vào keo. Với cái cách muối này thì từ 5 đến 7 ngày là bạn có thể lấy ra và mình nấu canh chua. Chỉ cần vài bước đơn giản thôi là bạn đã làm cho gia đình mình một hũ măng chua vừa ngon vừa an toàn nữa. Hôm nào rảnh rỗi thì bạn nhớ làm cho gia đình mình một hũ nha. Làm thì cũng rất đơn giản và dễ đúng không các bạn? Chỉ cần chịu khó một xíu xíu à là mình đã làm cho gia đình mình một hũ măng thật là ngon rồi nè.